Trong bài này cô sẽ hướng dẫn các bạn là làm từ đầu từ khi tạo project nhé. Một cái bài một cái ứng dụng Android nhỏ mà các bạn kết nối với SQLite ha. Đây, cái đầu tiên là các bạn phải new một cái project ha. New nè. Ok, sau đó các bạn chọn empty nè. Next. Đấy, chọn thư mục nhá. Để ở ngoài cũng được, các bạn để ở ngoài cũng được, OD cũng được, hoặc là các bạn để ở trong thì cô ghi là remote 2041 đi ha. Đấy. Demo đi ha. Rồi. Cái này chọn version ở dưới thì các bạn để 17 là được rồi. Ok, các bạn nhấn finish. Thì các bạn chờ một xíu. Chờ một xíu nhá. Đây là đang build nè, đang chạy nè. Ok chưa? Đấy. Ok, xong rồi đấy, nó chạy tương đối nhanh. Cô tắt bên này nhá, cho nó khỏi nặng. Đấy. Trong lúc thì chờ nó đang run thì cô bật máy ảo lên cũng được. Đây, cô có thể mở máy ảo. Hoặc các bạn có thể clear cái máy ảo này để các bạn mở lại máy ảo khác cho nó. Ok, thì các bạn xóa nó đi, xong các bạn create virtual day device. Xong chọn cái thiết bị ở đây cô chọn là cái Pixel 2. Next. Đấy. Rồi các bạn chọn cái version của nó nè, của cô là chọn bản 29 nhé. Rồi next. Rồi finish. Rồi ok, các bạn run cái máy ảo này lên. Đó, start cái máy ảo này lên. Launch, nó chạy nó lên. À, nó chưa được, chờ xíu. Chờ xíu. Rồi. Cái này chạy xong đã. Rồi. Cô chạy cái máy ảo. Nhân. Rồi. Tôi bảo là đang running. Đây, chờ xíu. Là cái này chưa xong nha, nó vẫn đang chạy nè, hai process nè, two process running nè. Ok. Already kể nó đi. Chờ xíu, cái này chưa load xong nha các bạn. Khi nào nó xong á thì ở bên này nó hiển thị nè. Đây, nó hơi bị lâu ha. Chờ xíu. Rồi ok. Rồi ok. Đây, máy ảo đã bật rồi nè, ha. Chưa chạy nữa. Các bạn có thể tắt để mở lại cũng được. Tắt để mở lại cũng được. Hoặc là đây, cái này nó đang thù lùi nè. Ok, rồi. Thông báo, cái thông báo gì đây, never show gì nè. Rồi. Cái máy ảo thì bật sẵn để các bạn chạy cho nó nhanh thôi nhá. Rồi bật lại cái máy ảo nè. Đấy, bật sẵn nó lên thôi. Thế rồi run. Rồi ở đây bây giờ đề bài của chúng ta sẽ là như thế này nhá. Cô sẽ kêu. Đấy, bật lên một cái ngoài kế nó đi. Đề bài chúng ta sẽ tạo một cái ứng dụng và để các bạn thêm sửa xóa nhân viên thôi ha. Tạo ứng dụng này, tạo app quản lý nhân viên. À, thì ở đây thì cô chỉ cho các bạn làm đơn giản thôi. Đó là một bảng nhân viên thôi. Đó, bảng nhân viên gồm gồm các cột. Gồm các trường đó, thứ nhất là trường mã nhân viên, đúng không? Mã nhân viên. À, cái này các bạn để là integer ha. Đấy, tên nhân viên thì các bạn để cô là string, đúng không? Cái này các bạn để là nvacha cũng được. À, text ở trong SQLite thì ta để là text luôn đi ha. Đó, rồi ngày sinh. À, tạm thời cô bỏ luôn ngày sinh, đúng không ạ? Các bạn ghi số điện thoại. Số điện thoại các bạn để tách luôn, đúng không? Đấy. Và địa chỉ hoặc email, đúng không ạ? Chúng ta địa chỉ. Ok,
Đó, thì cũng là text luôn. Đấy, rất là đơn giản đúng không ạ? Và các bạn làm các thao tác yêu cầu. Yêu cầu thì các bạn làm các thao tác là có thể là hiển thị được danh sách. Một là hiển thị được danh sách nhân viên. Đó. Hai là thêm nhân viên. Ba là sửa. Bốn là xóa. Đúng không? Ok, vậy thôi. Cô sẽ cho các bạn làm rất là đơn giản nhé. Cái này sẽ làm nhanh. Để làm nhanh cái bài này á, thì các bạn hiển thị này nè, các bạn sẽ không dùng cái này cô lưu ý các bạn là cái này các bạn là không dùng cái adapter, không dùng cái custom adapter, mà các bạn sẽ dùng cái adapter đơn giản thôi để các bạn show ra là được rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ làm theo các yêu cầu này. Thời gian làm bài này bây giờ các bạn tính đi. Tạo project. Các bạn có thể tạo sẵn project nha, nhưng mà các bạn không làm gì trong đấy cả. Đúng không ạ? Tạo sẵn project thôi. Đó, các bạn sau được thi còn mở ra cho cô ha. Đề bài sẽ là thay đổi, không phải là như cái này. Ok chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ cho các bạn một cách làm nó đơn giản nhất ha. Ok. Cho cái này nó ok chờ xíu. Rồi, bây giờ đầu tiên là cái main này nè, là cô sẽ để các bạn làm cái danh sách luôn. Đấy, cái main này là được danh sách nhân viên luôn, đúng không? Đấy, cô sẽ không tạo activity cho nhân viên nữa, mà cô sẽ dùng cái main luôn. Thì trước tiên là muốn tạo được cơ sở dữ liệu các bạn. Tạo được cơ sở dữ liệu thì các bạn sẽ tạo cái DB Helper. Cô click chuột phải hoặc các bạn chọn cho cô cái chữ Database á. New một cái Java class, các bạn để chọn ghi là chữ Database cũng được ha. Database hoặc là cô để là DB Helper cũng được ha. Đấy, cô để là Database, DB Helper đi ha, cho các bạn quen. Helper. Đấy. Đấy. Thì anh sẽ kế thừa cái SQLite Open Helper. Đúng không ạ? Thì anh này sẽ anh là extend SQLite Open Helper. Đây, cái dưới này. Ok. Rồi, các bạn nhấn Ctrl E nhá, Ctrl E nè. Nhấn Ctrl E nó sẽ ra hiển thị hai cái hàm này. Các bạn enter. Đấy. Sau để các bạn thêm cho cô một cái constructor nữa. Đấy, public. DB helper. Được chưa? Rồi, điền cái đối số của nó. Đối số các bạn sẽ để là contact. Contact. Được chưa? Contact. Hai là điền đối số là để contact thôi. Trường hợp này chỉ để contact là đủ ha. Rồi. Rồi, ở đây các bạn gọi đến cái shipper, gõ shipper. Sau đấy đưa các đối số vào contact nè. Đấy là tên của database nè. Rồi mop là 2041 nè. Tên của database nè. Rồi đây là cái factory để null nè. Và version tạm thời để 1. Thì câu lệnh này chính là câu lệnh tạo database luôn. Tạo DB ha. Tạo cái tên của database nè. Thấy không? Rồi để tạo bảng thì cô sẽ tạo đây. Đúng không ạ? String. String SQL sẽ gắn bằng create table, đặt tên là nhân viên. Đó, các cái cột của nó là cô có là mã nhân viên, cô để là integer. Đó, để là primary khóa chính ha, primary key. Và các bạn nếu mà muốn để tự tăng thì ghi là auto increment, đúng không? Đấy. Đến tên thì các bạn là gì đấy ạ? Tên nhân viên sẽ để là text. Số điện thoại các bạn để là text luôn. Và địa chỉ các bạn cũng để là text luôn. Xong. Ok chưa? Sau đấy các bạn gọi đến cái db.sql query. SQL đưa cái SQL vào. Ok. Rồi. Được chưa? Đó là câu lệnh tạo bảng. Để insert dữ liệu để các bạn demo ha. Các bạn insert cho cô 2 hoặc 3 dòng dữ liệu gì đó để các bạn demo. Thì cô ghi là SQL gắn bằng insert
Into vào bảng nhân viên. Đó. Rồi value. Rồi đưa cái giá, đưa cái dữ liệu vào. Thì đấy các bạn để là mã nhân viên thì không được nhập, cho nên các bạn để là null. Tên nhân viên thì ví dụ là Nguyễn Chí Cường. Đó, ví dụ thế. Số điện thoại. Số điện thoại là 0902123123, ví dụ vậy. Chờ để cái nhảy nhá. Nó chuỗi cho nên các bạn phải để cái nhảy cho cô. Được không? Rồi, đến địa chỉ là ví dụ như là Bình Định chẳng hạn, đúng không? Đấy, Bình Định, Phú Yên gì đó tùy các bạn. Sau đấy các bạn cũng gọi câu lệnh này để thực thi. Phải có câu lệnh này nó mới insert vào nhá. Rồi, copy, các bạn copy đi vài ba dòng ha. Ctrl C. Đó, khoảng 3 dòng thay đổi cái tên này nhá. Đấy, Nguyễn Văn Nam chẳng hạn. Ok. Đó, ông này ở Phú Yên như vậy. Ok. Hay là anh này là đấy, Tà Đình Phú như vậy. Đấy, cái này ở Hồ Chí Minh chẳng hạn như vậy. Hồ Chí Minh. Đó, đây thêm được 3 dòng ha. Đây, làm tương đối nhanh. Các bạn về làm trước, làm sẵn về cái này. Đọc xem cái này và các bạn làm đi. Còn cái on upgrade này á, thì các bạn là gì đấy ạ? À, nó chỉ chạy khi nào? Chỉ chạy khi version này đổi thôi. Thì tôi sẽ thực hiện hai câu lệnh trong này thôi. db.sqsql là câu lệnh là drop. Drop table tên if nếu tồn tại ha, exist nếu tồn tại, nhân viên tức là xóa nếu tồn tại, sau để chạy lại câu lệnh là on create, đưa cái db vào là xong đó. Chưa cho cô là cô đã viết xong cái db helper rồi nhá. Rồi bây giờ viết các cái hàm để xử lý. Viết hàm xử lý thì các bạn có thể viết ở trong này luôn cũng được nhé. Các bạn viết ở trong này luôn cũng được, hoặc các bạn tạo ra một cái file riêng cho dễ quản lý cũng được. À, ví dụ như là cô sẽ tạo một cái file riêng để viết các cái hàm xử lý ha. Là nhân viên down. À, trong này cô chứa cái hàm ví dụ các bạn để lấy dữ liệu ra ha các bạn. Đấy, các bạn cần lấy, các bạn có bốn cái hàm để xử lý. À, ví dụ như để hiển thị được danh sách nhân viên thì cô sẽ dùng câu lệnh là dùng cái hàm là public. À, danh sách thì cô để array list. Array list. À, đưa cái danh sách đúng không? À, thì tùy các bạn nhé. Các bạn có thể lấy toàn bộ nhân viên, hoặc các bạn lấy một phần thôi, tùy các bạn. Nhưng mà thường thì lấy toàn bộ nhân viên. Thì đây cô sẽ tạo một cái object nhân viên để các bạn xử lý cho dễ ha. Một cái đối tượng, một cái class nhân viên nè. Đấy. Class nhân viên này thì nó bao gồm cái gì ạ? Bao gồm mấy trường này? 1, 2, 3, 4 đúng không? À, private. Nếu để nhanh á, thì các bạn để public là đủ rồi. Nếu nhanh thì các bạn chỉ để cái là public. Đúng không? Còn nếu không các bạn để private thì cái này cũng không có gì khó hết. Private nè. Integer mã nhân viên. Private string. String tên nhân viên. Đó, private string số điện thoại và private string địa chỉ đúng không ạ? Ok. Đó, sau đó các bạn mới chèn vào nè. Chèn nè. Generate nè, sinh code nè, constructor cho cô nè. À, một constructor này. Đúng không? Đó. Rồi thêm cho cô cái gì? Vector setter. Đấy, học thuộc thôi. Ok chưa? Là xong được cái bảng nhân viên rồi. Đấy, được class nhân viên rồi. Rồi còn trong nhân viên down thì tôi viết cái gì? Cái này là array trả về cái nhân viên. Đúng không? Rồi, get all tức là lấy toàn bộ nhá, đúng không? Ok. Rồi, ở đây các bạn cũng tạo một cái array list để chứa cái dữ liệu các bạn lấy ra nhá. Đây. À, danh sách cán bằng new array list. Ok. Rồi,
Sau đó các bạn mới gọi đến database nè. À, các bạn gọi đến cái DAO đúng không? Thì các bạn có gì đấy ạ? À, DB helper đúng không? Helper. À, sẽ gắn bằng new đúng không? À, DB helper. À, nó cần truyền cái context đúng không ạ? À, cần truyền context thì các bạn truyền vào cho nó. Thì có truyền context vào đây. Context. À, context vào đây. Được chưa? Các bạn đưa context vào đây. Ok chưa? Rồi, cái này các bạn để cho cô là public static nha. Static. Để các bạn gọi trực tiếp luôn. Rồi. Sau để các bạn gõ là SQLite DB database. Anh này nè. Được chưa? DB sẽ gắn bằng helper.getReadable. Đúng không? GetReadable. Là xong. Sau để các bạn tạo con trỏ. Cursor. Đúng không? Set gắn bằng db.getRawQuery. RawQuery. Đó. Đưa câu lệnh truy vấn vào. Select. Sao from nhân viên. Ok chưa? Và cái này để null, không có đối số. Rồi, sau đấy các bạn đưa con trỏ về đâu? Set.mover, mover to first. Đưa con trỏ về đâu? Đấy, xong là while. Trong khi này, set chưa về cuối. Is after last, chưa về cuối. Có dấu chấm than ở đâu nhá, đừng quên nè. À, thì các bạn làm gì? Các bạn mới lấy từng cái phân tử nó ra. Integer. Mã sẽ gắn bằng set.getInteger lấy cột thứ nhất. Đó. Rồi string tên sẽ gắn bằng set.getString. Đó, cột thứ hai. Cột nó bắt đầu từ không. Cô copy nè. Đấy, cái này là tên nè, số điện thoại nè. Cái này là địa chỉ nè. Địa chỉ nè. Cái này cột tiếp theo nè. Cột 2, cột 3 xong. Cô mới add cái này vào cái nhân viên. Nhân viên NV sẽ gắn bằng là new nhân viên. Đưa cái mấy anh kia vào, đưa mã, đưa tên, đưa số điện thoại, đưa cái địa chỉ vào là các bạn được nhân viên. Sau các bạn add nhân viên vào cái danh sách phía trên này các bạn nhé. Danh sách chở mệt. À, đưa cái NV vào. Rồi là xong. Và khi để các bạn gì ạ? Các bạn return. Return cái danh sách. À, trước khi return thì các bạn close đi ha. Đấy, các bạn có set.close. Đó, DB các bạn close luôn. Close. Đó, ok. Đóng lại. Cái mở nè. Mở nè. Mở nè, xong cái này đóng nó về bình thường thôi nhé. Ok, vậy để làm được cái danh sách này, đặt cái hàm của nó đây. Và bây giờ muốn nó hiển thị ra ở phía activity thì sao? À, ở activity thì cô tạo một clip view để hiển thị nhá. Đây, cô sẽ xóa cái này đi. Cô sẽ vào cái này, cô chuyển nó thành là, cô sẽ chuyển nó thành là cái gì ạ? À, cái linear layout nhá, cho dễ nè. Linear layout. Ok, xóa cái text view này đi. Ok chưa? Rồi, cái này các bạn thêm cho có một dòng code nữa là orientation ha. À, với linear layout thì phải thêm cái orientation sẽ bằng vertical. Rồi các bạn gõ cái list view vào. List view. Đó. À, cái này vào match parent, cái này cũng là match parent luôn. À, các bạn đặt cho nó cái ID ha. Đây, đặt cho nó cái ID. ID. À, ID là list view nhân viên. Ok. Xong, giao diện có từng này thôi nhá. Ok. À, nếu các bạn cần nữa thì các bạn thêm cho cô một cái button insert, hoặc là các bạn thêm cho cô một cái floating action button cũng được. Nếu không thì các bạn thêm có cái button ở phía trên này cũng được nè. Button. Đó. Match parent hay là wrap content ha. Đó, xong các bạn để cho cái text là insert. Text là
thêm dữ liệu, thêm mới. Đó, đặt cái ID cho cô. À, là Butterner, thêm mới. Ok. Đấy, cái giao diện của nó là như này các bạn ạ. Đấy, cái nút thêm mới phía trên. Còn ở dưới các bạn là cái click view. Vậy đó. Ok chưa? Nó tương đối đơn giản đúng không? Rồi, qua main activity các bạn khai báo cái click view ha. Để các bạn đổ dữ liệu ra nè. Click view. Đấy. À, click view. Ở đây các bạn phải file view by đi nha. Click view bằng file view by đi. R.id. Click view nhân viên. Ok chưa? Rồi. Bây giờ các bạn mới tạo cái adapter nè. Cô lấy cái adapter đơn giản thôi. Nhá. Ở đây thì các bạn để ý nè. Cái danh sách nhân viên á, nhân viên down nè. Thì cô trả về là một cái nhân viên này. Đúng không? Danh sách nhân viên này. Nhưng cô hiển thị thì cô muốn chỉ hiển thị một tên hoặc số điện thoại thôi. À, thì cô phải làm sao? Thì bây giờ ở đây các bạn cho cô một cái mèo như này nè, trong này nè. Các bạn viết cho cô một cái hàm, là hàm toString. Viết cho cô một cái hàm toString. Các bạn gõ và enter. Ha. Đó. Đây. Ok. Đấy, cái hàm toString này nó return nè. À, cô return chuỗi thôi. Cô return nè. À, mã nhân viên, cô không return mã nhân viên mà cô sẽ return là, cô return là tên của nhân viên đúng không? Tên nhân viên cộng. Đó, cách, cái dấu cách cả cho nó cách ra cộng số điện thoại đi. Đúng không? Số điện thoại thôi. Cô chỉ return từng này thôi. Nhá, hàm toString nè. Các bạn cứ gõ toString là xin nhắc các bạn enter là được. Đó, hàm này cô chỉ hiển thị tên số điện thoại cho nó đơn giản nhá. Ok chưa? Xong. Vậy thì bây giờ cô sẽ được rồi, thì bây giờ cô sẽ làm như sau. À, cô sẽ tạo vào mạng activity, cô tạo một cái array adapter. Array adapter để hiển thị là các bạn phải là gì đấy ạ? Adapter. Adapter. Đó. Thì ở đây dưới này các bạn thêm cho cô là adapter sẽ gắn bằng new array adapter. Rồi, các bạn truyền context vào. Context ở đây là main activity.div. À, truyền cái cách hiển thị của nó thì hiển thị simple thôi. Các bạn gõ thì là android .error.layout. Simple list item. Cô cho nó đơn giản thôi. Và sau để các bạn hiển trong bên đối số cuối cùng là cái danh sách á. À, cái danh sách này thì chưa có. Cái danh sách nhân viên này chưa có. À, danh sách nhân viên này chưa có thì cô mới tạo một cái danh sách nhân viên. Thì danh sách nhân viên mình sẽ lấy từ cái nhân viên down này các bạn nè. Nó sẽ lấy từ database xuống. À, thì ở đây mình sẽ tạo một cái, nó trả về cái gì? Nó trả về array list. À, cô sẽ tạo một danh sách nhân viên như vậy. Đúng chưa? Đó. Tạo array list. Đó, danh sách nhân viên. Bằng new array list. Đó, ok. Đấy, vậy thôi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy từ database xuống nhá. Database lấy sao? Mình sẽ có là gì đấy ạ? À, nhân viên down. Nhân viên down cô có thể khai báo ở ngoài cũng được. Đấy, nhân viên down. Cô để chữ down thôi. Đúng không? Down sẽ gắn bằng new nhân viên down. À, cô sẽ gọi trực tiếp luôn. Cô sẽ không cần gọi new nữa. Đây. Tại sao cô gọi trực tiếp luôn? Các bạn để ý nhá. Là cái trong cái nhân viên down này là cái hàm này cô đang để static. Cho nên cô muốn gọi cái hàm này thì cô sẽ lấy nhân viên down chấm cái hàm này là đủ. À, vậy là đấy tôi sẽ có là cái danh sách nhân viên. Sẽ gắn bằng nhân viên down chấm. À, get all luôn. Truyền vào cái context là đủ rồi. Là ở đây là main activity.dict. Đó. Ok, và mình có được cái danh sách nhân viên rồi. Và bây giờ mình nạp cái adapter này vào list view thôi. Chấm set. À, adapter là một cầu nối đúng không ạ? À, adapter vào đây. Là xong. Rồi bây giờ cô chạy cho các bạn coi nhá. Cô run nè, nó sẽ chạy cái này đầu tiên nè. Của cô là cái database là cô có 3 dòng đúng không?
Cô có 3 dòng dữ liệu là 1, 2, 3 này, các bạn xem nhé, chạy xem có vấn đề gì không. Các bạn chờ một xíu, chờ một xíu nha. Ok. Rồi đây nè, nó hiển thị là thêm mới nè, và 3 dòng dữ liệu nè. Đấy, có số điện thoại và tên. Muốn hiển thị gì thì các bạn dùng cái câu lệnh, cái hàm là toString. Đấy, hiển thị ra đây. Thế cái này đơn giản nhất nha các bạn. Và ở đây nhé, cái vòng lặp while này nè, các bạn nhớ là đừng quên cái dòng lệnh là set move to next. Nếu mà có, tức là quên cái dòng này, tức là nó sẽ lặp while. Lặp while thì nó bảo cái out of memory. Ok chưa? Vậy là cô vừa xong cái danh sách rồi. Nó rất là nhanh và ngắn gọn ha. Rồi bây giờ nếu mà thêm mới thì sao? Bây giờ cô mới click chuột vào button thêm mới. Nó sẽ bật ra một cái dialog. Cô sẽ bật ra cái dialog luôn, các bạn nhìn cho dễ nhá. Đây. Cô sẽ là tạo cái button. Button. Được chưa? Rồi button ở thêm. Đấy, các bạn cũng file view by đi đúng không? Đây, button ở thêm bằng file view by đi. r.id.button ở thêm mới. Ok chưa? Rồi, và cái sự kiện on click thì các bạn là button ở thêm chấm set on click. Để nó nhắc nha, đừng có gõ từng dòng một. Các bạn gõ từng dòng một thì sẽ nó dễ bị lỗi. Thì các bạn níu, các bạn bấm chữ on click thôi, nó sẽ nhắc cái này. Các bạn enter luôn. Đúng không ạ? Enter luôn. Đó. Bây giờ mình viết code ở đây. Ha, cô bật ra một cái dialog nha. Thì cô viết một cái hàm dialog riêng. Đúng không ạ? Đấy, viết cái hàm dialog riêng. Private void show dialog. Ok chưa? Đấy. Ở đây là các bạn dùng cái alert dialog builder ha. Alert dialog.builder. Đấy, builder sẽ gắn bằng new alert dialog. Alert dialog builder. Đổi số truyền vào sẽ là main activity.bit ha. Cái context. Được chưa? Rồi, bây giờ các bạn muốn tạo dialog mà có giao diện thì các bạn phải tạo cái giao diện trước ha. Cô sẽ vào cái này, vào cái REST layout, cô sẽ new một cái giao diện ha. New một cái giao diện đấy, cô layout resource file. Cô đặt tên là dialog thêm nhân viên ha. Ok. Đấy, dialog thêm nhân viên. Các bạn để linear layout cho dễ xử lý ha. Ở đây các bạn đổi cho cô cái này thành là linear layout. Đây. Linear layout. Rồi, nhớ đổi cho cô cái orientation đấy nhá. Đấy, orientation vertical. Đấy. Rồi, ở đây các bạn thêm cho cô một cái text view. Text view. Đó. Cái này các bạn để là match parent hay là các bạn để là khoảng 70 dp đi ha. 70 dp. Rồi các bạn để cho cô cái text. Đó là thêm nhân viên. Ok. Rồi có thể đặt cái background cho nó cho đẹp, background cái màu của nó, các bạn không cần đặt cũng được ha. Đặt là ví dụ các bạn đặt là Android. Ok, color để orange đắp đi ha. Đó. Rồi các bạn để cái chữ cho nó bự thêm một xíu. Các bạn có thể để split để các bạn coi cho dễ nè. Đấy. Thì nó đang nằm ở top phía trên này. Thì bây giờ các bạn là để cái chữ nó bự thêm một tí. Thì các bạn để là cái text size. Các bạn để là 40 SP. Đấy, chữ to hơn rồi đúng không? Rồi các bạn để là gravity. Các bạn để là center. Nó căn giữa, đúng không? Căn giữa cả trên cả dưới luôn là xong. Đấy. Ok. Chữ màu trắng hoặc chữ gì tùy các bạn. Xong các bạn thêm nè. Thêm mấy cái edit text nha các bạn. Đấy. Thêm cho cô mấy cái edit text. Thế là edit text là đầu tiên là để mã không phải nhập. Các bạn chỉ nhập tên, nhập số điện thoại và nhập địa chỉ thôi. Cho nên các bạn sẽ thêm 3 cái edit text. Đó. Các bạn để là match parent. Ở dưới là các bạn để wrap content. Đó. Ok. Rồi. Các bạn để ID. Đúng không ạ? ID. Đó, edit text. Edit text là tên. Đúng không?
Rồi các bạn copy anh này xuống. Ok. Ba cái. Các bạn chỉ thay là edit text, cái này là số điện thoại. Cái này là các bạn thay bằng chữ là địa chỉ thôi. Ok. Xong. Rất là đơn giản đúng không? Rồi các bạn thêm có một cái button ở dưới là để các bạn là lưu đúng không ạ? Cập nhật lưu. Đúng không ạ? À, một cái button để lưu. Đúng không? À, cái này các bạn cũng để là match parent, cái này để wrap content. À, các bạn để cho có cái tag. À, cái này các bạn để là lưu dữ liệu. À, thế kể đi. Đặt ai, button là ID. Đấy. À, button lưu thêm. Lưu thêm mới đúng không? Cũng lưu mà lưu này là lưu thêm mới. Ok, xong rồi. Các bạn sửa lại cho cô một cái phía trên này là cái hay của nó là các bạn để wrap content cho cô. Đấy. Nó co lại, đúng không? Nó co lại. Ok. Rồi. Cái layout này có rồi thì mình sẽ add nó vào ở trong cái dialog nhá. Rồi các bạn nhìn nào. Cô sẽ add cái layout vào bằng là layout inflator. Layout inflator. Inflator sẽ gắn bằng get layout inflator. Sau để các bạn gì đấy ạ? À, view sẽ gắn bằng inflator.inflate. Cái này mới nạp cái layout nè. Layer.layout. À, dialog thêm nhân viên mình vừa tạo đó. Cái này mình vừa tạo nè. Rồi cái này là để null được rồi. View group không có, để null. Rồi sau đây các bạn mới builder chấm à cái này mới set view, đưa view vào. Ok chưa? Rồi, sau đây các bạn mới tạo một cái dialog. Dialog ở đây. Dialog. À, dialog sẽ gắn bằng builder chấm create. Tạo dialog và khi để các bạn có dialog chấm show thì nó sẽ show cái dialog lên. Còn limit là ẩn cái dialog đi. Đó, ví dụ như vậy. Ok, bây giờ cô thử chạy thử nha. Ở đây, ở trong cái button click này nè. Cô mới gọi cái hàm này, show dialog vào đây. Đúng chưa? Đó, phải gọi hàm nha. Không hỏi gọi là nó không có ra đâu. Rồi, bây giờ cô chạy thử các bạn coi nhé. Đây. Đấy, cái này thì chạy sẽ nhanh hơn cái khi nãy. Khi nãy chạy lên đầu. Hiểu không ạ? Chạy lên đầu nó sẽ chậm hơn xíu. Chạy lên sau nó sẽ nhanh hơn xíu. Rồi, chờ xíu nha. Đấy. Rồi bây giờ các bạn click chuột vào thêm mới nhé. Đấy. Nó mở ra dialog các bạn thấy không? Đấy, dialog này thì chưa được đẹp chỉnh chu lắm. Tức là cô chỉ làm sơ sơ cho các bạn coi thôi. Các bạn nhập vào đây. Và bây giờ các bạn cần phải xử lý cái vấn đề insert nhé. Thêm mới. Đúng không ạ? Đấy. Ok, vậy thì mình bây giờ viết cái hàm thêm mới thôi. Thì viết cái hàm thêm mới thì mình viết ở cái phần down. Đúng không ạ? À. Vậy cái hàm thêm mới cô sẽ viết lên như này. Cũng public static đúng không? À và cô trả về là boolean để kiểm tra nó thêm mới thành công hay không. Rồi insert ha. Đó. Rồi. Đối số của cô sẽ là cái gì đây? À đầu tiên là cô phải truyền context nào. Đúng không? Đấy, phải truyền context vào. Ok. Được chưa? Rồi đối số. Insert cái gì? Insert cái nhân viên đúng không? À thì nhân viên có. À, làm cô làm đơn giản các bạn coi ha, các bạn có họ tên, các bạn truyền cái string cái tên đúng không, string số điện thoại và string địa chỉ đúng không ạ. Đấy, cô truyền ba anh này. À, truyền ba anh này có nhiều cách để truyền nhưng cô chỉ các bạn truyền ba anh này cho dễ ha, các bạn khỏi phải suy nghĩ. Rồi các bạn vẫn khai báo DB helper bình thường đúng không. Đấy, khai báo DB helper ở đây. Và sau để các bạn cũng phải truy xuất từ SQL database. Cũng DB bằng helper chấm. Các bạn là get writable tại vì insert mà. Phải get writable. À, sau để các bạn sẽ bây giờ mới insert ha. Thì các bạn tạo một cái content ha. Content value. Content value. À, cái value sẽ gắn bằng new cái content value. Ok chưa? Đó, xong các bạn mới value.put. Đúng không? Put.
Thì cái key này nè, cái key này nè phải chung với database nhá. Ở đây các bạn tên thì bên này có mình có tên mình đặt là cái gì nào? À, tên mình đặt là nhân viên. Mình copy sang khỏi nó lỗi. À, đây các bạn truyền cái tên vào, đúng không? Tương tự hai cái anh kia cũng vậy. Đấy. Cái này thì mình put cái gì? Số điện thoại, mình coi số điện thoại bên này mình là cái gì? Số điện thoại nè. Thấy chưa? Ok. Còn bên này mình là địa chỉ. Đấy. Nó giống phải giống nha, không là nó sai ạ. Cái này là đối số, mình là số điện thoại. Cái này sẽ là cái địa chỉ này, đúng không? Ok. Rồi, sau đấy mình sẽ có cái long row sẽ gắn bằng db.insert. Câu lệnh insert nó trả về dữ liệu là long, trả về kết quả là long. Đấy. Các bạn truyền table vào. Thì table của mình đặt tên là gì? À, table mình đặt tên là này. Mình đưa vào. Đúng ạ. Sau đấy mình sẽ ở giữa mình không có một cái điều kiện gì cả, mình chỉ insert thôi. Chỗ này mình sẽ để null. Cái column h mình để null và cái này mình đưa cái value vào. Ok, là xong. Bây giờ mình kiểm tra nè. Nếu cái row này mà lớn hơn 0, tức là nó trả về số dòng nó insert nhé các bạn. Nếu row này lớn 0 thì có nghĩa là insert thành công. Còn row này nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì insert không thành công. Cho nên là cô sẽ return cái gì đấy ạ? À, return cái row này có lớn 0 hay không. Nếu row lớn 0 thì nó trả về true. Còn nhỏ hơn hoặc bằng 0 thì nó trả về false. Thì cô sẽ trả về cái này. Row lớn 0 này. Cái biểu thức này là xong. Đó, rất đơn giản đúng không? À, thì bây giờ cô mới gọi sang bên này, thì cô gọi sang cái hàm này như thế nào nhá. Đây, thì đầu tiên cô sẽ gọi, cô sẽ lấy dữ liệu từ ba anh này xuống nè. Cô lấy từ ba anh này xuống, cô lấy tên. Đấy, các bạn có thể tạo một cái hint để nhắc nha, hint để nhắc anh này. Nhắc để nhìn biết là mình đây đang nhập cái gì nhá. Thì tạo hint thì cô tạo ở đây nè. Dialog nè. Đấy, edit text nè, cô tạo cái hint. Hint, nhắc, đúng không? Nhập tên, nhân viên. Đó, khi đọc gói lời nhắc ở đây nè. Cô sẽ zoom bờ các bạn coi nè. Đấy. Đâu rồi? Ủa? Sao anh này không có ra? Đấy, hint. Kỳ người ta. Hint. Đấy, nhập số điện thoại. Ok, con ở dưới các bạn để cái hint. Sao nó sâu? À, nó sâu bên này nè, thấy không? Đâu, cái chuột có đây, nó sâu bên này nè. À, cái này là ID. Để nó đi, tí nó chạy lên nó sâu ạ. Hint. Cái này là nhập địa chỉ. Ok, rồi. Lời nhắc nha, hint là lời nhắc. Ok chưa? Rồi, bây giờ các bạn nhập nè. Bây giờ cô sẽ lấy được ba anh này xuống bằng cách là đầu tiên cô phải tham chiếu đấy nha. Cô sẽ tạo một cái, cô phải gọi, phải tham chiếu tới nó đã. Thì cô sẽ gọi tới cái edit text. Edit text. Đó, edit text là tên. Sẽ gắn bằng view.file view ID. Tại sao lại view? Tại vì bây giờ cái layout này nó nằm ở trên view rồi, nó gắn cho view rồi. Thì các bạn có r.id.edit.text tên. Được chưa? Ok. Đó, tương tự vậy, có copy thôi ha. By edit text nè. Cái này là số điện thoại đi. Số điện thoại. Cái này là địa chỉ ha. Địa chỉ đi ha. Địa chỉ. Ok, cái này thì các bạn để là số điện thoại, cái này là địa chỉ ha. Rồi bây giờ cô mới lấy cái value của nó, cô mới add, cô mới insert vào đúng không? Thì cái button insert, mình phải lấy cả button insert đấy nhá, tại vì mình phải click chuột vào cái button này. Mình phải click chuột vào button này, mình click chuột vào đây. Thì cho nên mình phải tác động đến cái button này, cho nên cũng tạo button luôn. Button button thêm. Lưu sẽ gắn bằng cũng bằng view.file view by id error.id.button lưu thêm. Ok. Rồi, bây giờ tao mới set nha, button lưu.
sẽ gắn chấm set on click bình thường ha. Set on click listener new, cứ click chuột là các bạn gọi đến cái set on click. Rồi bây giờ tôi lấy ba giá trị từ ba cái view này xuống. À, ta tương tự khi nãy nhé, ta có string tên sẽ gắn bằng, à, string tên thì cô sẽ gắn bằng là edit text tên chấm get text chấm to string. Ok rồi, tương tự cho bạn kia, các bạn chịu khó copy thì nó sẽ nhanh hơn. Đây là số điện thoại, cái này là địa chỉ đúng không, cái này là các bạn là gì đấy, số điện thoại, cái này là địa chỉ. Ok rồi, sau đấy cô mới gọi cái hàm insert, gọi là if insert, if là nhân viên down chấm chấm insert, cô truyền vào context nha, context là cô để main activity chấm con edit. Rồi cô truyền vào context, truyền vào tên, số điện thoại và truyền vào địa chỉ. Xong nếu cái này mà thành công thì các bạn bật ra thông báo là đã đăng nhập thành công, insert dữ liệu thành công đúng không, các bạn dùng cái tot ở dưới nè, nó sẽ nhắc các bạn nè. Đây là các bạn nghĩ là thêm mới thành công. Đó. Khi thêm mới thành công rồi á thì các bạn gì đấy hả? À? À các bạn dismiss luôn, dialog. Các bạn là đóng luôn, dismiss. Ok. Còn ngược lại thì các bạn gì đấy ạ? Không đóng mà các bạn báo cái lỗi là insert thất bại, đúng không? Thêm mới thất bại. Đó, cũng thêm cái tot. Rồi. Các bạn thay cái dòng chữ này là thất bại. Ok. Rồi. Là xong. Đó, xong phần insert. Rồi, cô chạy nhé. Rồi. Để lại các bạn coi nhé, xem nó đúng là insert chưa nhé. Rồi. À, insert xong thì các bạn phải refresh cái dữ liệu nữa nhá. Thì chờ xíu, cô viết luôn cái hàm refresh dữ liệu này. Thì cái hàm refresh dữ liệu thì khi mà thành công rồi á thì các bạn cái danh sách này nè, danh sách nhân viên này nè, các bạn cập nhật lại đúng không ạ? Cái danh sách nhân viên các bạn chấm clear đi, xóa hết. Đó, xong cập nhật lại danh sách nhân viên. À, các bạn chấm mới add all, cập nhật lại ha. Add all các bạn đưa vào là nhân viên đào. Đúng không ạ? Chấm get all, đưa cái context vào. Đấy, các bạn cập nhật lại hết. Đó. À, và sau đó cái adapter các bạn á, thì các bạn notification, các bạn gọi là notify dataset trên, cập nhật lại. Ok. Đấy, cái này là được refresh lại cái dữ liệu các bạn nè. Ok chưa? Rồi. Các bạn xem chờ xíu nha. Cái này chưa refresh nha, đang chạy dở. Rồi ok. Cô chỉ demo thử cái insert của các bạn thôi. Rồi, có thêm mới nè. Có insert là 11 hết, các bạn nhìn thử nhá, 11 nè. Demo thôi. 11 nè, 11 nè. Ok, lưu nè. À, nó bảo là thêm mới thành công nhưng nó chưa refresh nha. Rồi bây giờ các bạn chạy lại cái nè. Thì các bạn xem là nó đã thêm mới thành công chưa. Nó có cái 1111, có nghĩa là thành công rồi. À, như khi nãy là cô chưa viết cái hàm refresh thôi, dữ liệu thôi. Đấy. Là được. À, bây giờ mình đây là mình đang làm cái gì ạ? À, mình đang làm cái insert đúng không? Update thì ngược lại một xíu, làm thêm một xíu thôi, chứ còn nó cũng tương tự. Rồi. À. Thấy chưa? 11 có rồi đúng không? Bây giờ cô thêm cái 22 đi ha. Đấy, 22. Thêm vậy thôi. Lưu cái này. Cái này refresh rồi nhá. Viết thêm hàm rồi, nó đã refresh luôn cho các bạn rồi này. Nó cập nhật luôn. Đó, là xong phần thứ hai. À, là insert ha. Bây giờ update. Update thì cô cũng bật ra dialog. À, nhưng mà cô sẽ click chuột. Khi click vào vào click view này nè, thì cô sẽ bật ra cái dialog, đúng không ạ? Đấy. Thì cô chắc để cô coi nào. Cô làm luôn ha. Đấy. Thì click, nhấn click, on click cũng được, nhấn giữ cũng được, nhấn giữ cũng được ha.
hoặc là click cũng được. Thì khi click chuột vào cái thì các bạn gọi tới cái gì đấy ạ? À, list view. List view chấm set on click set select on, cái này là on select, cái này là item, on item select, đúng không? Đây nè, on item selected nè, on rồi đó. Các bạn sẽ là gì đấy ạ? New on item selected đó. Thì là khi đấy item nó select thì nó trả về cái gì? Nó trả về vị trí nè, position đúng không? Vị trí mà nó click chuột nè, được chưa? Mình lấy cái position này thôi các bạn. Với tác động lên view thì mình cũng không làm gì trên view nhiều, mình chỉ lấy trên position thôi. View hiện tại nó cũng không có, thì mình cần nhất là cần cái position thôi, đúng không ạ? Thì các bạn có thể kiểm tra xem click chuột cái position nó là bao nhiêu, đúng không? Đây, kiểm tra cái nó còn biết ngay nè, là cái top nè. Đấy, các bạn để chữ position đi ha. Position hai chấm nè, còng nè, cái position đi ha. Đấy, các bạn chạy thử là các bạn biết liền nhé. Ok, đấy, nó sẽ lấy được cái position này. Và khi lấy được position thì tôi mới lấy được cái từng thành phần này. Đó, tôi mới tác động được lên nó, đúng không? Đó, rồi cô mới lấy. Các bạn có thể tận dụng được cái dialog này nhé. Tận dụng được dialog này, các bạn làm lại. Hoặc là tôi tận dụng cái layout cũng được, không cần tận dụng cái, cô không cần lấy viết code này, cô chỉ lấy cái layout đỡ đi ha. Đấy, còn viết code được bạn viết lại. Đó, thế tùy, tùy các bạn làm cái nào, đúng không? Đấy, có thể nhấn giữ thì các bạn sẽ cho nó delete, đúng không? Nhưng mà bấm, các bạn click chuột đi. Rồi, cái này chạy rồi đúng không? Các bạn click chuột vào cái đây cái. Chưa được hả? Chưa chạy ra hả? Rồi. Chạy xong chưa ta? Rắn xong chưa? Rắn rồi. Có cái khoan khoan. Cái top. Đây là cái gì? On item selected. Click. Set on item selected. Rồi. Được. Có cái list view. List view chấm. Click. Set. Đây là on item. Khoan, focus. Có cái click không ta? Tôi coi nha. Set. Click. Set on click listener. Thử coi nha. Item. On item click listener. Được chưa? Đấy nha. Item click listener. New. Item. On item click listener. Đấy. Đấy, on item click nó cũng trả lại position này, thấy không? Rồi, bây giờ cô sẽ lấy cái này, cô đưa vào đây, cô tót thử nhá. Đây, các bạn coi nè. Đó, tạm thời cô tắt cái này đi. Thấy chưa? Đấy, cái này là on item click nha. Đấy, click vào thì nó tức là mình đang bắt các sự kiện. Tôi ngừng nhá. Đây, mình coi sự kiện mình bắt. Ok, chuẩn chưa? Đấy, cái này là list view mà. Nó có item này, on item. Rồi, chờ xíu. Rồi, ok. Lần sau nó nhanh hơn rất là nhiều, đúng không? Rồi, click nè. Đấy, nó top nè, thấy không? Vậy là on item là ok nhá. Rồi, vậy thì mình viết code vào đây. Được chưa? Thì bây giờ mình sẽ viết được code vào đây. Đúng không? Thì bây giờ mình sẽ show dialog cũng được. Đấy, lấy cái dialog này sử dụng cũng được, hoặc là viết một cái dialog khác. Để tiền thì các bạn viết một cái dialog khác đi. Ha. Đây, bây giờ nè, cô sẽ thêm cho các bạn một cái này, cô Ctrl C, Ctrl V nè. Cô cái này không phải thêm mà cô để là sửa nhá, các bạn phải nhầm nè. Đấy, đây, view hoặc là view đi ha, view. Hoặc là sửa đi ha, cập nhật đi ha. Ok, cập nhật. Thì ở đây các bạn là, các bạn, đây. Đây, cập nhật, đây, danh sách cập nhật đây, các bạn đổi lại cho cô cái này. Đúng không? Có vài code có đổi lại nè. Cái này không phải thêm nhân viên, mà cái này các bạn để là cập nhật.
đúng không? Đó, cái này các bạn để đặt lại tên đi. Tên cái này là tên cập nhật đúng không? CN. Cái đặt khác, đặt chung là nó lỗi ạ. CN vào đây. Cập nhật. Đó. Ok. Địa chỉ này cũng địa chỉ cập nhật đúng không? Rồi ở đây các bạn một cái button đấy là lưu. Không phải lưu thêm mà lưu cập nhật nè. Và cô thêm một cái button xóa nữa cho dễ ha. Các bạn thêm một cái button xóa nữa cho cô. Tức là cô cho các bạn xóa đây luôn. Xóa đây luôn. Xóa tại chỗ luôn. Cái này các bạn ghi là xóa luôn. Ok chưa? Đây. Các bạn ghi đây là xóa nhá. Và đây để hai cái này á, nó chia đều ra hai bên á. Các bạn thấy có một cái cột đó là cái weight. Cái weight. Ha. Cái weight này các bạn đặt là 1. Layout weight. Đặt là 1 nhá. Ok chưa? Ok chưa? Rồi. Thì ở đây thì các bạn để cho cô làm. Các bạn xem là cái view nè. Cái view ở đây là hai button nè. Hai button này là đang là để dọc đúng không? Bây giờ các bạn muốn làm để ngang. Thì các bạn để hai cái button này trong một cái layout. Cô để là linear layout. Ok. Các bạn để là wrap content. Ở đây là match parent. Hay là các bạn để cho cô là wrap content nhé. Đó. Đóng lại. Ok. Đóng cái thẻ này ở phía cuối ha. Đóng cái thẻ này phía cuối. Ok chưa? Đấy. Cái button, hai button này nằm trong cái linear layout. Riêng cái layout này các bạn đặt cho cô là orientation. Các bạn để là horizontal. Để theo chiều ngang. Được chưa? Đây. Nó sẽ nằm ngang nè. Đấy. Ok chưa? Rồi. Vậy thôi. Vậy thôi nhá. Rồi, xong được cái view. Xong được cái view nhá. Bây giờ các bạn làm cái dialog nè. Đây, cô sẽ tạo một cái dialog mới. Ha. Tạo dialog mới hoặc tạo dialog trong này cũng được. Nhưng cô tạo dialog mới. Thì ở đây là cô sẽ cái này là dialog insert đi ha. Thêm. Đây. Cô sẽ cho thay cái thêm vào đây cho nó thay đổi. Rồi, cô tạo một cái dialog nữa. Cô copy hết nè. Ok chưa? Ctrl C nè. Cô tạo thêm một cái dialog mới. Các bạn thấy là tạo lại thì nó nhanh thôi. Nó không có chậm như cái nãy. Cái này để cô ghi là cập nhật đúng không? Đây, cập nhật. Ok, vậy cô sẽ gọi cái hàm cập nhật vào đây. Riêng cái cập nhật này thì cô phải truyền cái position này vào. Cô phải để cái position này vào. Vậy cô sẽ để là integer. Đúng không? Các bạn để cái position vào đây. Được chưa? Đối số truyền vào sẽ là position. Để tôi biết là tôi đang click vào vị trí nào mà. Rồi bây giờ sửa thì sao? Về nguyên tắc sửa, cập nhật nhá, sửa. Thì bây giờ nè, thì cái dữ liệu các bạn muốn sửa thì nó phải hiển thị hết lên đây. Hiển thị lên, hết lên đây trước nha. Đấy, vậy là để hiển thị lên thì tất cả mọi thứ nó giống nhau. Cái này cô để thêm là chữ cập nhật nè. Cập nhật nhá, ok chưa? Để cô sửa nhanh lắm, sửa cái chữ cái giao diện nè. Sửa thứ hai, cái edit tên này thì có phải để là cập nhật. Cái này có phải thêm cập nhật, tức là nó là một cái giao diện khác. Và cái ID này khác rồi, đúng không? Cập nhật. Button lưu này á thì các bạn không phải lưu thêm mà lưu cái cập nhật. Và các bạn thêm có một cái button xóa nữa nha. Cái này nè, thì các bạn để cô là button, cái này là button xóa. Đúng chưa? Ở đây các bạn để cho cô là cái xóa ha. Được chưa? Rồi. Bây giờ, chưa tính lưu vội. Lưu cô chưa làm vội. Thì bây giờ cô đang tính là cái này cô comment lại ha. Chưa làm gì cả. Thì bây giờ cô đang làm, tức là bây giờ cô phải show dữ liệu lên cái đá. Show dữ liệu lên thì ta đơn giản là cái gì đấy ạ? Edit text. Khi nãy là mình lấy dữ liệu xuống thì mình sẽ là get text. Còn show dữ liệu lên, ta gán dữ liệu thì ta dùng là set text. Vậy ta sẽ có là edit text tên chấm set text. Đúng không? Lấy từ cái database xuống. Vậy database xuống thì ta dựa vào cái gì? Ta dựa vào cái position này các bạn à. Vậy thì danh sách thì có rồi. Danh sách nhân viên có rồi. Thì bây giờ mình chỉ có khác. Bây giờ là mình sẽ lấy theo cái position thôi. Vậy cô sẽ có là nhân viên. Đó, NV sẽ gắn bằng. Thì danh sách nhân viên chấm get lấy theo cái position. Tức là lấy mỗi nhân viên theo cái position mình click vào á. Đúng không ạ? Thì bây giờ set tên sẽ bằng là nv chấm set get get lấy đấy chứ get cái tên nhân viên.
Ok, tương tự như các ba trường còn lại. Ok, cái này là số điện thoại ha, cái này là địa chỉ, ok, cái này là ghép tên nè, cái này là ghép là số điện thoại, cái này ghép cái gì á, địa chỉ, ok chưa? Rồi bây giờ cô test cái này cho các bạn coi trước nha, xem dữ liệu đã sâu lên đúng chưa nha. Rồi nè, chạy lại ha. Đấy, tức là nó, các bạn thấy là khi các bạn làm lại cái dialog khác thì các bạn copy dialog cũ rồi các bạn sửa lại thôi, nó nhanh hơn. Nhưng mà nó chỉ thêm một cái này một chút xíu thôi nhá, chỉ thêm cái này chút xíu thôi, ok chưa? Rồi chờ xíu. Rồi làm xong cô sẽ up lên YouTube liền nhé. Ok. À, chờ tí, hơi hơi lâu xíu. Rồi, ok, xong. Rồi, chờ. Đang chạy. Cái chỗ này vẫn đang chạy nè. Đấy, đến đây xong rồi. Không. Rồi nhá. Rồi, cô bấm nè. Đây là Nguyễn Chí Cường đúng không? Đấy, dữ liệu có đúng là Nguyễn Chí Cường ở Bình Định không? Đúng không? Rồi, Nguyễn Văn Nam nè. Ở Phú Yên đúng không? Đó. Tạ Đình Phú nè. Bạn này ở Hồ Chí Minh đúng không? Còn bạn này 111122 đúng chưa? Đấy, chính xác không? Đó, ok chưa? Đấy là mình đã xong phần này. Bây giờ mình chỉ cần làm tiếp cái phần lưu thôi, cái phần cập nhật và phần xóa nữa thôi. À, thì cái phần xóa thì sao? Mình viết vẫn viết ở trong Đao thôi nhé. Đây, cô viết tương tự phía trên không khác cái gì hết ha. Đây, public static đúng không? Boolean. À, update đúng không? Update. Đấy, các bạn cũng truyền vào cái context. Đấy. Context. Đó, truyền vào cái cập nhật thì cô truyền hết luôn, cô truyền hết nhân viên luôn. À, tại vì mình có sẵn nhân viên mà, mình tội gì không truyền. Đúng không? Nhân viên NV. Đúng chưa? Rồi, những cái này là mình làm y chóc này các bạn. Đấy. Ok, content view luôn. Đúng chưa? Và cái này put luôn. Ok, rồi. Giống nhau không khác cái gì. Bây giờ thay vì cái này thì cô để là nhân viên tên, cô không truyền vào mà cô truyền cả đối tượng nhân viên, thì cô lấy là nhân viên chấm get tên để lấy ra tên đúng không? Nhân viên chấm get số điện thoại để lấy số điện thoại, và nhân viên chấm get địa chỉ để lấy địa chỉ. Đó. Xong. À, cái hàm mà db chấm update mình dùng để mình cập nhật thì nó là gì đấy ạ? À, nó là trả về in, cho nên chỗ này các bạn là integer row bằng cái db chấm update. Update thì nó câu lệnh này hơi khác một tí, table thì vẫn là nhân viên đúng không? Rồi content value để trước value, sau để đến cái mình đi where, where mã nhân viên bằng chấm hỏi, sau đó là cái đối số. Đây, mã nhân viên là bên này đúng không? Đấy, mã nhân viên đó, sau đấy là cái đối số là new string đúng không? Đấy, new string, và đưa cái mã nhân viên vào đây. Mã nhân viên kiểu in cho nên các bạn phải ép kiểu nó, thì các bạn lấy là nhân viên chấm get mã nhân viên, các bạn cộng thêm cái dấu hai nháy nữa là ép sang kiểu chuỗi đó, đơn giản vậy thôi. Nó đang số các bạn cộng thêm hai nháy mà để rống nó tự động nó ép kiểu sang chuỗi. Và cái này, cái row này mà lớn hơn không thì nó cũng cập nhật thành công, còn nhỏ hơn hoặc bằng không nó không thành công, cho nên cô cũng return giống phía trên là row lớn hơn không là được đó. Rồi tiền đây thì cô viết luôn cái xóa, ok chưa? Cô cũng viết tương tự luôn public static boolean xóa là delete. Cô viết luôn nha. Đối số cô truyền vào sẽ là context. Đúng không?
cũng truyền vào context, và đổi số thứ hai là cô để là integer mã, đúng không? Mã nhân viên. Ok chưa? Đấy, cô truyền vào mã nhân viên. Đấy, sau cô cũng viết tương tự như này. Nhưng mà ở đây cô không có gì đấy ạ, không có cái content value ha các bạn. Đấy, và các bạn trả về là gì đấy ạ? Integer row cái án bằng db.delete. Delete trả về in, cho nên cô để in nữa các bạn. Rồi, đổi số đầu tiên chúng ta sẽ là table. Table ta sẽ là nhân viên. À, đổi số thứ hai là mình để mã nhân viên. Mã nhân viên bằng chấm hỏi. Đổi số thứ ba của mình cũng là new. New cái anh này thôi, giống y như này, không khác cái gì hết, copy cho nó nhanh. Ok, chấm phẩy. À, cái này không phải là nhân viên nữa, mà cô để là mã nhân viên. Mã nhân viên, được chưa? Rồi, và cũng return anh này thôi các bạn. Đấy. Các bạn thấy rất là nhanh đúng không? Mình làm được rồi, mình trả vậy làm nhanh lắm. Vậy là mình sẽ có hàm update và hàm delete ở đây rồi. Ok chưa? Rồi, bây giờ cô sẽ gọi ở bên này như thế nào nhé, trong dialog nè. Cái button lưu thì gọi đến hàm update, button xóa thì gọi đến hàm delete đúng không? Rồi, bây giờ cô sẽ làm, cô sẽ mở anh này ra nhá. Cũng tương tự như vậy. Rồi, các bạn nhìn nào. Rồi, button lưu. Bây giờ cô cũng phải lấy xuống. Đúng không? Sau cô phải cập nhật lại cái bảng này, cái nhân viên này. Cô phải cập nhật lại cái nhân viên này. Vậy các bạn để cho cô là như thế này các bạn nhá. NV set luôn. Cô không cần gán anh này nữa. Cô không cần gán cái này cho mất công. Cô sẽ để là NV.set. À, set tên nhân viên. Đó, cô truyền anh này nào vào phía trong, đổi số. Đấy, ok chưa? Đó. Tương tự các bạn đến là nv.set. À, số điện thoại. Các bạn cũng copy anh này đưa vào. Thế chưa? Đấy, anh này lấy đưa vào và các bạn gắn trực tiếp vào cái số điện thoại luôn. Đó. Ok. Và cũng nv.set địa chỉ. Đúng không? Đưa anh này vào luôn. Đấy, rất là ngắn gọn đúng không ạ? Set tức là cập nhật đó các bạn. À, cập nhật giá trị cho nó. Tức là cái NV là có sẵn nha. Các bạn đừng khai báo NV. NV là có sẵn thế này rồi. Có sẵn ở đây rồi. Tôi chỉ cập nhật lại thôi. Rồi. Xong bây giờ cô sẽ gọi đến hàm sửa nha. Cái này cô sẽ gọi đến hàm là update. Và ở đây cô sẽ không truyền tên địa chỉ này nữa. Mà cô sẽ truyền là NV. Đấy không? Nếu mà ok thì các bạn báo là cập nhật thành công. Và sau đó các bạn cũng refresh lại dữ liệu. Ok chưa? Đó là xong. Rồi, còn button xóa thì sao? Copy, cô cũng copy, Ctrl-C, Ctrl-V. Thì cái này cô sẽ để là button xóa. Cũng click vào button xóa thì cô không cập nhật cái gì hết. Các bạn chỉ cần hỏi là bạn chắc chắn xóa hay không thôi. Ở đây là cô không viết câu hỏi nha. Các bạn đừng viết làm gì cho mất công. Lần sau viết, khi nào cần thì viết. Còn khi mà các bạn đang cần làm gấp thì thôi. Đúng không? Đó, thì các bạn này, nhân viên down các bạn không update mà các bạn là delete. Và đổi số truyền vào không phải là nhân viên mà là ID của nhân viên, thì các bạn là nv.get mã. Được chưa? Tôi truyền ID thôi, tôi truyền ID của nó thôi. Và khi nếu ok thì nó sẽ bảo là xóa thành công. Xóa thành công và cũng phải cập nhật lại dữ liệu. Còn nếu như không thành công thì bảo là thất bại. Để đơn giản chưa? Xong rồi đó. Xong thêm sửa xóa luôn rồi đó. Bây giờ cô sẽ sửa lại các bạn coi nhé. Chạy lại các bạn coi nè. Đấy. Tức là viết nó sẽ giống giống nhau ha các bạn. Và những cái code nào các bạn cần dùng được á, thì các bạn gì đấy ạ? À, các bạn lấy. Còn code mà không cần dùng được thì thôi các bạn phải gõ thôi. Chứ các code nào mà giống giống nhau các bạn copy được. Xóa thì các bạn chỉ cần cái ID thôi. Đó. Cập nhật thì phải cân hết nhá. Các giá trị nó thay đổi. Và... à, cái ID để nó xóa, tự nhiên có mình đi qua, xóa theo cái ID, được chưa? Rồi, chờ xíu, sắp xong. Đấy. 5:28 rồi à, quá giờ các bạn thôi ha, chờ xíu. Rồi, bây giờ cô thử nhá, cô click vào đây. Rồi, cô cập nhật là 411 đây nè. Cô cập nhật thành, ví như là Trần Thị Hương đúng không? Ok. Rồi, lưu dữ liệu nè. Rồi, cập nhật thành công, thấy chưa? Rồi cái 22 này cô xóa nè, cô bấm nè, cô, ô cái chữ này các bạn sửa thành xóa nhá, cô bấm xóa nè, xóa rồi đó, xóa thành công.
Thấy chưa? Đấy, cái button này các bạn sửa lại cho cô thành là xóa dữ liệu, quên xóa này. Xóa. Đấy, cái này là xóa nha. Cái này là cập nhật này. Đấy. Đấy. Đó, đổi lại đi cho nó ok. Đó, thấy không ạ? Đã xong rồi, thêm mới nè. Nhìn nhá. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tức là cô bỏ hẳn một phần cho các bạn là đấy. Rồi cập nhật nè. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 lưu nè. Thấy chưa? Cập nhật rồi đúng không? Xóa nè. Delete. Xóa nè. Ok chưa? Đó là xong rồi nhá. Cô vừa demo cho các bạn làm, tức là cô bảo hẳn một cái custom adapter, cái đấy nó tương đối dài, nó mất thời gian. Thì các bạn làm rất là đơn giản nhá. Ok chưa? Đấy, thì bây giờ cô dừng cái video ở đây ha. Bye bye.